Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm mới 2021 dưới ánh sáng của nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh kỳ vọng sẽ có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn thách thức để phát triển nhanh và bền vững. Đây là nội dung được phản ánh trong mục Đồng hành cùng doanh nghiệp. Phần thương hiệu sẽ là nội dung xây dựng thương hiệu hoa tươi phục vụ du lịch. Trong mục góc thật giả là quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế, xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, đồng thời khuyến khích hình thành phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60-65%. Chính vì lẽ đó, doanh nghiệp kỳ vọng Đảng, Nhà nước sẽ có những quyết sách kịp thời giúp gỡ bỏ vướng mắc để doanh nghiệp phát triển. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Ví dụ như là các cái chính sách ưu đãi để mở rộng các cái vùng nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các cái chính sách về xúc tiến thương mại và các cái ưu đãi đầu tư khác để cho thúc đẩy các cái doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là các cái doanh nghiệp chế biến nói riêng như chúng tôi, làm sao để cho tiếp tục đưa cái nông sản Việt Nam vươn tầm thế giới. Để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, ngoài các yếu tố liên quan đến máy móc, trang thiết bị hiện đại, thì nguồn nhân lực là yếu tố then chốt nhất. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn về đào tạo nguồn nhân lực, bởi thực tế các doanh nghiệp đang có sự cạnh tranh gay gắt về lao động, nhất là lao động chất lượng cao. Công ty chúng tôi bắt đầu đi vào sản xuất được khoảng 2 năm nay, công suất hoạt động mới được khoảng 50%. Hiện nay, công ty đang bắt đầu lắp đặt các trang thiết bị máy móc cho các dây chuyền tiếp theo, nên chúng tôi đặc biệt quan tâm đó là làm thế nào để thu hút và tuyển dụng được lao động chất lượng cao. Do đó, chúng tôi cũng muốn sẽ được hỗ trợ nhiều hơn về tuyển dụng lao động và đào tạo nâng cao trình độ cho lao động đã tuyển dụng. Đây chính là điều kiện rất quan trọng để những doanh nghiệp mới như chúng tôi nhanh chóng ổn định sản xuất và phát triển. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn do đại dịch COVID-19, nhưng nhờ việc triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương và của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp tỉnh Ninh Bình tiếp tục đà tăng trưởng. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt hơn 85.760 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2019. Sản xuất công nghiệp tiếp tục khẳng định được vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế của Ninh Bình. Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng chiếm 45,1% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận là hiện nay quy mô của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình độ quản trị và công nghệ lạc hậu. Do đó, để các doanh nghiệp này phát triển bền vững thì việc được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi là hết sức cần thiết để đầu tư mua sắm các trang thiết bị mới, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm. Thì chúng tôi thì thực tế là nó rất nhỏ mà tài sản thế chấp thì cũng chỉ có mỗi là cái đất đai và cái diện tích nhà ở thôi. Thế còn tất cả những cái thiết bị chúng tôi đây thì ngân hàng người ta không chấp nhận thế chấp những máy móc thiết bị này. Còn có cái khó là như vậy. Cũng mong được là Đảng, Chính phủ có cái chính sách ưu tiên hơn và vấn đề tiến chấp hoặc là thế chấp những cái tài sản mà chúng tôi sắp hình thành trong tương lai. Để mà những doanh nghiệp như chúng tôi có nhiều vốn để mà huy động sản xuất nó dễ dàng hơn. Nghị quyết 01 của Chính phủ đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, để làm được điều này cũng cần phải có cơ chế phù hợp, xử lý những vướng mắc về thủ tục hành chính, được tạo môi trường đầu tư thông thoáng để nâng tầm, phát huy năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới. Xây dựng chính sách tài chính ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và cơ cấu lại sản xuất kinh doanh, mà việc làm trọng tâm trước mắt là đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vay được nguồn vốn ưu đãi. Chúng tôi cũng mong muốn là Chính phủ, các cấp bộ ngành có thể là
giúp đỡ cho các doanh nghiệp sản xuất như chúng tôi chẳng hạn có thêm được tiếp cận những nguồn vốn mà ưu đãi để đơn vị có tích trữ mới lại sản xuất được bình thường hơn, chứ trong thời dịch bệnh này thì rất là nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Trong những năm qua, những bước tiến lớn trong hội nhập kinh tế quốc tế đã giúp Việt Nam hình thành các khuôn khổ hợp tác kinh tế và hiệp định thương mại tự do rộng khắp với các đối tác kinh tế hàng đầu thế giới. Đặc biệt, tháng 8 năm 2020, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực. Hiệp định đã mở ra cơ hội và triển vọng lớn cho hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cánh cửa bước vào thị trường châu Âu đã mở rộng hơn với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Ninh Bình nói riêng. Đây là động lực giúp doanh nghiệp hưởng ưu đãi về thuế quan, tạo điều kiện thuận lợi, mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị cũng như mạng lưới sản xuất toàn cầu trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Căn cứ vào các hiệp định thương mại mà chúng ta mới ký, đặc biệt mới đây là về Việt Nam và Anh Quốc ký quy chế tố hữu quốc, rồi là các hiệp định CPTPP và các hiệp định thương mại thế hệ mới, thì chúng tôi sẽ tiếp tục để hỗ trợ các doanh nghiệp là vừa đào tạo hướng dẫn cho cán bộ để có những cái tiếp cận được tốt nhất đối với lại các sản thương mại điện tử, để tiếp tục để làm sao phấn đấu đưa cái hàng có cái thế mạnh chủ lực của Ninh Bình ra ngoài thế giới. Những thành tựu mà Ninh Bình đạt được trong năm 2020 đã mang đến niềm tin và hy vọng cho các doanh nghiệp. Hòa cùng sự đi lên của tỉnh, các doanh nghiệp cũng vươn mình, vững tin hội nhập sâu rộng với quốc tế, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh. Phát huy lợi thế về danh lam thắng cảnh, trong những năm qua, Ninh Bình quan tâm xây dựng một nền nông nghiệp đặc hữu, thông minh, thân thiện với định hướng phục vụ du lịch, kết hợp giữa khoa học công nghệ và trình độ thâm canh của nông dân, từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu hoa tươi phục vụ du lịch đang là hướng đi của một số địa phương hiện nay. Hoa Lư được du khách biết đến là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử như cố đô Hoa Lư, Tràng An, Tam Gốc Bích Động, Thung Nham, Hang Múa. Trung bình mỗi năm đón hàng triệu lượt người tới tham quan. Các dịch vụ du lịch cũng từ đó phát triển. Mới đây, trồng hoa sen Nhật, hoa lan đang là mô hình mới mang lại hiệu quả cao cho người dân nơi đây. Không chỉ là nơi để du khách chụp ảnh lưu lại kỷ niệm về vùng đất thiên nhiên ban tặng phong cảnh đẹp hữu tình, mà hoa sen, hoa lan còn được du khách lựa chọn mang về trang trí trong nhà. Đặc biệt, các sản phẩm từ sen còn được mua về sử dụng sinh hoạt như sen ướp trà, củ sen, hạt sen. Hoa lan được trồng theo công nghệ mới nên có hoa bốn mùa, đáp ứng cho đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và mua về bài trí. Vườn lan Ninh An là một trong những vườn có quy mô lớn ở Hoa Lư. Đây là mô hình áp dụng công nghệ cao vào sản xuất hoa đầu tiên của tỉnh. Được đầu tư bài bản về quy mô và cơ sở vật chất, mới đây Ninh Bình xây dựng dự án trồng và chăm sóc thành công 4 loại lan hồ điệp, trong đó có ban mai hồng, tiểu kiều tím. Với diện tích nhà kính quy mô 1.000m2 đã cho kết quả rất khả quan, ra hoa thương phẩm đạt 95%. Cùng với đó, dự án đã hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc, phân hóa, mầm hoa, thu hoạch, bảo quản lan hồ điệp phù hợp với điều kiện thời tiết thổ nhưỡng ở tỉnh Ninh Bình. Hiện nay, hoa lan nơi đây đã được chứng nhận hoa tiêu chuẩn đưa ra thị trường. Nhưng mọi năm thì cái việc sản xuất là dựa trên cơ sở kinh nghiệm. Nhưng mà năm nay nhờ cái ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ và áp dụng những cái công nghệ cao như là đưa các cái cảm biến về ánh sáng, về nhiệt độ, về độ ẩm vào trong vườn lan. Và chúng tôi đã chủ động điều chỉnh được cái nhiệt độ cũng như là các cái chế độ cần thiết để cây lan phát triển khỏe mạnh. Từ trồng thí nghiệm đến nhân rộng, gia đình chị Nguyễn Thị Thúy ở Gia Hòa, Gia Viễn đã chọn hoa cúc để đưa vào trồng. Với kinh nghiệm học tập từ Đà Lạt, các loại hoa cúc của gia đình được áp dụng công nghệ cao. Chị Thúy cho biết đây là loại hoa phù hợp với điều kiện thời tiết ở đây, được sử dụng nhiều ở các lễ hội, điểm du lịch tâm linh hay trang trí cho khu vui chơi, du lịch. Để không độc hại tới sức khỏe người tiêu dùng và du khách thì hoa trồng hoàn toàn theo hướng hữu cơ.
mới đây trên 3.000 m2 hoa cúc của gia đình được kiểm tra và cấp mã QR code, thương hiệu hoa đẹp sạch được biết đến nên sản xuất đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó, giá bán ổn định và cao hơn trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi đã được công nhận cái mã QR code và đây cũng là một cái sự nỗ lực và áp dụng công nghệ cao. Chúng tôi rất là vui được mang đến những cái nọ hoa tươi thắm và chất lượng tốt, tươi nâu đến cho mọi người. Phát triển sản xuất giúp người dân làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương bằng cách khai thác thế mạnh tiềm năng vốn có thành kinh tế mũi nhọn là hướng đi cho nhiều địa phương hiện nay. Để căn cứ vào cái tình hình thực tế của địa phương và cái lĩnh vực đất đai, trong đá Hàn này thì nó thuộc một cái đất thuộc dạng đất màu, hai nữa là cái điều kiện tự nhiên rất thuận lợi, một là cái nhiệt độ nó chênh lệch với so với ngoài kia khoảng từ 2 đến 3 độ. Chính vì vậy thế nên là cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhất trí và coi như tạo cái điều kiện nhất để mở rộng cái mô hình cái trồng cái áp dụng cái công nghệ cao để mà tăng cái năng suất cái cây trồng trên một đơn vị diện tích. Năm nay, Ninh Bình tiếp tục được chọn là năm du lịch quốc gia, là cơ hội rất tốt để phát triển kinh tế du lịch của tỉnh. Ngành du lịch cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương, lựa chọn các sản phẩm đặc trưng, đặc hữu để xây dựng nhãn hiệu và khẳng định thương hiệu. Sản phẩm có thương hiệu là một yếu tố quan trọng để Ninh Bình thực hiện thành công mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thưa quý vị và các bạn, trong mục Góc thật giả xin được gửi đến quý vị và các bạn những quy định tại chương 2, điều 6 của Nghị định 55/2018/NĐ-CP về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực phân bón. 1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện báo cáo tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu phân bón định kỳ hàng năm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm không đủ điều kiện cơ sở kinh doanh, không báo cáo tình hình sản xuất. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm. Bằng cấp, chuyên môn của người kinh doanh, thủ tục kinh doanh. 4. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm, không lưu mẫu, hồ sơ, kết quả thử nghiệm theo quy định về thời gian của từng lô phân bón sản xuất đã xuất xưởng, không có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp. 5. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi sử dụng dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản xuất cuối cùng, không đáp ứng quy trình công nghệ theo đúng đăng ký, cấp giấy chứng nhận, đủ điều kiện sản xuất phân bón với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 6. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm, không thực hiện thử nghiệm đánh giá chất lượng của từng lô phân bón thành phẩm trước khi đưa phân bón ra lưu thông trên thị trường, không thực hiện thu hồi phân bón theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phân bón có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa. 8. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, giấy phép sản xuất phân bón từ 10 triệu đồng đến 80 triệu đồng với các hành vi về giấy phép sản xuất chứng nhận điều kiện sản xuất phân bón. Tùy theo mức độ vi phạm, nghị định có hình thức phạt bổ sung. Những thông tin trên đã khép lại chuyên mục Công nghiệp và Thương mại kỳ này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.